Xin chào tất cả quý vị khán giả, mình là Minh Ngọc và mình là Á Quân của cuộc thi giọng hát Việt 2018. Trước khi Ngọc đến với cuộc thi The Voice thì Ngọc là giáo viên thanh nhạc, chỉ là đi dạy và thỉnh thoảng thì Ngọc có đi hát tại một số phòng trà thì cũng không quá cần thiết phải cầu kỳ về trang phục. Cho đến khi Ngọc thi trở về, Ngọc đi diễn nhiều hơn, Ngọc xuất hiện trên truyền hình cũng như là trong các sự kiện nhiều hơn thì Ngọc bắt buộc phải thay đổi phong cách của mình. Từ những chặng đầu tiên của cuộc thi giọng hát Việt thì đã có những khán giả nhận xét là Ngọc trông hơi giống nữ danh ca Adele, và ngay từ lần đầu tiên mình nghe thấy và mình thấy có cả những tờ báo mà họ viết về cái điều đó nữa thì Ngọc cũng cảm thấy sướng ngỡ mỉ, bởi vì là không phải đơn giản dễ gì mà lại được so sánh với một nữ danh ca tầm cỡ quốc tế như vậy. Thời điểm Ngọc thi thì Ngọc cũng có nhuộm cái màu tóc hơi sáng một chút và cái khoảng độ dài của tóc ấy nó cũng bằng bằng với Adele, nên là thành ra có lẽ là nó có một cái sự trùng lặp ở đó. Hình ảnh đó cũng nói lên cá tính cũng như con người của người nghệ sĩ đó, nên là gu thời trang và phong cách cũng là một điểm rất là quan trọng đối với một người nghệ sĩ. Ngọc là một người cũng khá là cầu toàn trong vấn đề về thời trang, bởi vì là cơ thể của mình không phải là dễ để lựa đồ, nên là trừ khi là những cái event rất là lớn và những cái sự kiện mà quan trọng thì mình có nhờ đến sự trợ giúp của các stylist. Còn lại những cái sự kiện mà trong khoảng thời gian quá ngắn mà Ngọc không có nhiều thời gian để chuẩn bị thì Ngọc thường tự lên đồ mặc cho mình. Ngọc rất là thích mặc vest, và màu sắc thì Ngọc thường hay mặc những cái gu màu tối một chút. Cái tạng người của mình nó, cái eo của mình nó không được rõ ràng, nên là khi Ngọc mặc, Ngọc rất thích mặc những cái bộ trang phục mà có cầu vai. Thế nên là vest là một sự lựa chọn hàng đầu đối với Ngọc. Trang phục chất liệu dày dặn, bởi vì khi mặc trang phục dày dặn như vậy và thêm với cả một chút cầu vai làm cho cái vai của mình nó hơi vuông ra một chút thì mình sẽ rõ hơn cái điểm ở eo, thì nó làm cho cơ thể của mình nó lên form, nó được cứng cáp và nhìn nó gọn gàng. Riêng mình, và Ngọc cố gắng để làm sao lựa chọn được phong cách mà phù hợp với mình nhất và nói lên con người của mình nhất. Tương lai Ngọc thay đổi trên những dòng nhạc mới thì phong cách của Ngọc cũng sẽ phải thay đổi theo để phù hợp với màu sắc âm nhạc mà Ngọc thể hiện. Vừa rồi là những điều mà Ngọc muốn chia sẻ về phong cách cũng như là về thời trang. Hy vọng là những gì Ngọc chia sẻ sẽ có ích cho mọi người, và mong rằng mọi người sẽ sớm tìm được phong cách riêng cho bản thân mình.